thì chúng tôi cũng yêu cầu phải làm cái nặng nề. Bây giờ là mấy ngàn tỷ, mấy là ngàn là à, mấy trăm là triệu đô la, cái tiền là tiền của dân cả chứ đâu không làm. Bây giờ là dân đi người ta lo làm, lo nghe nhà nước. Rồi bây giờ có cái bọn thì lợi dụng làm thì phải trị, bây giờ thì mà không trị thì cái phong trào tham nhũng không có thể có cái tác dụng gì hết đấy. Tại vì hôm nay em ngồi ở ngoài này nên không có đi vô đó để chứng kiến cái người nhà của mình, nên cảm giác mình cảm thấy rất là buồn. Nhưng